Tới đây là 5 năm ngày giỗ của anh hai rồi. Cũng tại chỗ này nè. Giá như lúc đó em cẩn thận hơn, giá như lúc đó em đừng cắm mặt vào điện thoại thì chắc... Nè, nói game gì tào lao vậy? Hai. Dẹp đi. Mày không thấy này, cây me chỗ trái quá trời không? Dạ tới rồi bác Tài ơi. Xuống xuống tụi bay. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đang đến với channel của mình. Và mình anh Tú đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám hiểm một ngôi nhà ma vô cùng đáng sợ nha. Let's go. Trời ơi, đợi tao coi. Tụi bay không ai cầm đồ vậy? Wow. Không khí ở đây nhiệt là trong lành. Trong lành bà nội ta. Mọi người thấy đó, xung quanh ở đây rất là đáng sợ luôn đó. Sợ chưa, sợ chưa? Còn đây á là ba đứa bạn của mình nè. Chào đi. Let's go. Ở vô đi. Đi. Tao thấy nó trong lạnh nha. Ê, ghê, đừng vô. Thôi đi. Thôi, tao sợ. Vậy tao đi bên này nha. Tụi bay ơi, vô đây coi này nè. Mày thích giỡn lắm hả? Vui mà. Không có vui miếng nào á. Ê, công nhận này rộng liệt ha. Ừ. Tao thấy cũng thú vị á. Hay giờ đi lên lầu đi. Lên. Thơm. Thơm. Ủa sao đâu, đi đi. Vui mà. Đẹp quá. Ê, tụi bay vô tìm phụ tao cái bông tay.
vậy? Mất tiêu rồi nè. Vậy cái gì? Đó, con tay đâu mất tiêu rồi, mới rớt đi nè. Rồi đúng rồi, chỗ này sao kiếm được, mình đứng lên ngồi đây coi. Đứa ở đâu? Hiện vọng đây nè. Cái con tay là sao vậy? Nè, nó giống như bên này vậy nè. Trời, vừa mới rớt xuống mất tiêu luôn trời. Đây sao mà kiếm? Anh Tú ơi, mày quay hoài, mày vô đây phụ tiệm bông tai cho Minh Anh coi. Cái gì nữa? Phụ tiệm cái bông tai. Nhắm không lấy được thì bỏ đi. Tao mua khác cho có vài chục ngàn à. Không có được, cái này là của hồi môn. Quý lắm đó trời. Chị phiền thiệt chứ. Đang quay. Mày kiếm phụ nó cái đi rồi mày quay cái gì mày quay. Ây da, cái bông tai bé xíu sao mà tìm được trời. Thôi, có mấy mày đeo bên thôi được không? Bỏ đi. Để mũi khác cho. Trời ơi, giỡn giỡn nữa. Mày xuống mày tìm đi chứ bên đó mày nhìn cái gì. Thôi tụi bay. Lại đây coi này nè. Lại đây coi. Cái hộp gì nè. Trời đất ơi, có cái hộp không mà. Làng xốp lên. Nhìn cũ quá à. Ê, tụi bay có hay coi phim không? Phim mà hồi đó Duy tìm có báo đồ á. Tao thấy cái hộp giống vậy nè. Ở trong có cái báo quá trời luôn á. Để cho nó có vàng sao? Yeah. Ê, rồi tụi bay có nghĩ tới cái cảnh tượng mà mở trong hộp ra không phải vàng nha, mà lá bơm á, xong cái đầu nó bưng. À, đó, xác rồi đó, trời ơi. À, nhà quan mà lụm lụm cái đồ. Ừ. Nó kiểu nó tặng lưng nó mới đâu buồn cãi đó. Nó bị lụm lỡ. Thôi tao nghĩ tốt nhất là không nên mở đâu. Cảm ơn Quy. Cái gì vậy? Bơm nổ mày á. Bơm hồ vậy? Đẹp quá vậy? Ôi đẹp quá à. Tối mày, tụi cổ mày cắn mẻ hết là sao? Chất thử. Thầy đó. Ê, tụi mình sinh ra là dành cho nhau à. Đúng vậy. Hợp nhất tứ mạnh bảo vật cùng với huyết long sẽ được một ước nguyện. Mà tin. Trời, nghĩ sao tao tin ba này. Tao thấy cũng thú vị mà. Đó có thiệt rồi sao? Tao không tin đâu. Nhìn như đồ chơi vậy. Ủa. Mà ví dụ giờ mình làm thử đi. Được đường thôi. Mất mát gì đâu sợ. Đúng á. Nhưng mà có một điều ước à. Ước gì bây giờ? Đúng rồi. Chuyện như vậy. Một điều ước hả? Nếu mà tao ước thì tao có thể được nhiều tiền. Chị, mày để được ba mẹ tao. Mày không thấy nhà tao khó khăn hả? Ba mẹ thì đi làm từ sáng tới tối, mà không chẳng mấy tiền. Còn tiền ăn tiền học của tao nữa kia. Nhà tao thì cũng được, cũng khá giả đi. Nhưng mà nếu mà tao có điều ước á, thì tao ước cho mình đẹp như diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Nín đi, mệt quá. Có uống gì vậy? Ờ,
tao thì cứ quay mấy cái vlog để kiếm thêm nè. Nhưng mà view á ít người coi đúng không? Có mười mấy người đăng ký à. Tao muốn tao có thật là nhiều tiền để tao be on với kênh YouTube của tao. Tao thật là nổi tiếng luôn. Rồi lúc đó ba mẹ sẽ hãnh diện về tao nè. Rồi chấp nhận cho tao đi theo con đường này nữa. Thấy ok không? Ok. Thôi thì ước gì vậy? Thôi. Ước gì vậy? Ước gì vậy? Ví dụ mà cái này nó có thiệt đi ha, chắc là tao cũng cho anh hai tao sống lại. Trời đất ơi, mày bị điên rồi. Ô cái gì, tự nhiên cái người ta đang, người ta chết rồi thì hết thôi, tự nhiên cái bắt ta đội mồ sống dậy là sao ba? Đúng đó, mày suy nghĩ thực tế giùm tao cái, anh hai bị chết lâu rồi Huy ơi, tỉnh lại đây. Bị ảo tưởng hả? Với lại á, mày ích kỷ gì vừa phải thôi, ba đứa tao là đều ước những cái mà có ích cho cả chung nhóm, nhóm mình luôn. Mày toàn là cái có ích cho mày không à. Còn chưa kể á, tao là cái thằng tìm ra cái hộp nè, tao không dành thì thôi á, mặt mới thì mày dành. Ủa tụi bay không nhớ gì hết hả? Lúc mà anh tao còn sống, anh tao giúp tụi bay biết bao nhiêu chuyện. Trời ơi. Trời, cái đó là chuyện cũ rồi đó trời. Làm gì nhắc cái lo lên nhắc lại làm gì vậy? Nhắc đi nhắc lại hoài luôn á. Tụi bay chờ kể công, nghe em lạnh sống lưng luôn á. Có bao nhiêu đó mà tụi bay cũng cãi nhau nãy giờ nữa. Bình tĩnh lại đi. Thôi giờ tao tính vậy nè. Mày á, cũng cần kiếm thêm tiền để phụ giúp cho ba mẹ. Còn tao á, thì kiếm thêm nhiều tiền để có thể be on cho bản thân tao. Còn mày nha, mày có nhiều tiền á, mày có thể xây mặt lại. Vậy là ba đứa mình đều ước là có tiền. Đúng vậy. Đúng không? Chỉ có mày thôi. Có mày thôi đó. Thử đi xuống đó. Rồi ghép lại. Ôi, thí dụ giờ ghép lại nha là mình sẽ ước là tiền xài hoài không hết. Ok. Vậy nói là tụi con ước tiền xài hoài không hết. Vô lẽ Huy. Do dự diễn biến nữa à. Và tụi con ước tiền xài hoài không hết. Dởm. Tao nói ngay từ đầu rồi mà. Làm bốn đứa tự nhiên cãi nhau à. Thôi tao đi quay YouTube tiếp đi. Xàm quá luôn á. Ờ cái này vệ sinh đây. Ôi đi mình ma bắt mày nha. Bắt mày á, mày đi với tao. Nè, mày ước anh hai mày sống dậy đi. Tao mua rồi á. Ước cho anh hai về chơi mày đi. Thôi đi. Đó, ước đi. Tứ mạnh bảo vật nếu huyết long. Huyết long là cái gì vậy ta? Huyết là máu nè. Long máu rồng hả? Mà máu rồng đâu, làm gì có rồng vậy? Sạc cái láp gì đâu không à. Tìm được chứ bộ. Ủa cái này là cuốn chả bốn đứa tìm được chứ bộ. Nhưng mà tụi bay không biết đâu. Đúng rồi.
Anh hai, đó không phải anh hai của mày. Anh hai nói gì vậy anh hai? Em Huy mà anh hai. Tao của nó em tên Gia Huy, nhưng nó không phải mày. Nhìn tao nó ngoan, nó hiền, nó lo lắng cho những người xung quanh lắm. Em biết là em sai, nhưng mà tại em chỉ muốn anh hai quay về với em thôi mà. Anh hai đừng bỏ em đi nha. Anh hai ơi, đừng bỏ em nữa mà anh hai ơi. Anh hai, em biết lỗi rồi anh hai ơi. Anh hai đừng bỏ em. Thôi, tỉnh dậy mày. Anh hai, mày bị làm sao vậy? Chạy cái xe cái kiểu gì vậy? Anh Tú. Tao nè, sao vậy? Tao xin lỗi rồi mày nha. Bị gì vậy? Gì vậy? Mày có bị đau đâu không vậy? Thì ghê quá. Người do hết rồi nè.
Đi đứng cái gì vậy hả? Trời ơi, người ta chưa có đụng gì đâu mà xẻo rồi. Ủa tính ăn chạy gì? Đem đi vô đi, tăng chạy nữa trời ơi.